Giá vàng hôm nay 14 tháng 12, đô la Mỹ tụt giảm, vàng tăng dựng đứng. Giá vàng thế giới dạng sáng nay ngày 14 tháng 12 đảo chiều tăng mạnh với giá vàng giao ngay tăng 28,7 đô la Mỹ lên mức 1.810,5 USD trên ounce. Vàng tương lai tháng 2 giao dịch lần cuối ở mức 1.825,5 đô la Mỹ trên ounce, tăng 33,2 đô la Mỹ so với dạng sáng ngày trước đó. Thị trường kim loại quý đảo chiều tăng mạnh khi báo cáo của Bộ Lao động Mỹ cho thấy lạm phát hạ nhiệt. Cụ thể, theo báo cáo của bộ này, chỉ số giá tiêu dùng đã tăng 0,1% trong tháng trước sau khi tăng 0,4% trong tháng 10. Dữ liệu này yếu hơn đáng kể so với mức dự báo của các nhà kinh tế là 0,3%. Cũng theo báo cáo, lạm phát đã tăng 7,1% so với cùng kỳ năm ngoái, giảm so với kỳ vọng của các nhà kinh tế là tăng 7,3%. Đây là mức tăng nhỏ nhất trong 12 tháng kể từ giai đoạn kết thúc vào tháng 12 năm 2021 nếu loại bỏ giá năng lượng và lương thực dễ biến động. CPI cốt lõi đã tăng 0,2% so với mức tăng 0,3% của tháng 10. Các nhà kinh tế dự báo mức tăng 0,3%. Vàng đang được hưởng lợi khi đồng đô la Mỹ giảm xuống mức thấp nhất kể từ đầu năm khi phản ứng với dữ liệu lạm phát. Các nhà kinh tế lưu ý rằng việc giảm giá tiêu dùng có thể khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ phép giảm tốc độ tăng lãi suất vào năm 2023. Mặc dù vậy, một số chuyên gia cho rằng các nhà giao dịch và nhà đầu tư sẽ phải vượt qua hàng loạt cuộc họp về chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương lớn. Hiện tại, mọi sự tập trung đều đổ dồn vào cuộc họp chính sách cuối cùng trong năm 2022 của Fed. Theo dự báo, Fed có khả năng sẽ làm chậm tốc độ tăng lãi suất của mình với động thái 50 điểm cơ bản, đẩy lãi suất quỹ Fed từ 4,25% lên 4,5%. Tuy nhiên, các nhà phân tích hàng hóa đã nói rằng vàng sẽ rất nhạy cảm với các dự báo lãi suất của ngân hàng trung ương vào tháng 9, ngân hàng đã dự báo lãi suất cuối cùng ở khoảng 4,6%. Nhưng con số này dự kiến sẽ tăng cao hơn trong bản cập nhật mới nhất này. Chuyên gia kinh tế cấp cao Avery Senfield tại CIBC nói rằng ông dự báo lãi suất cuối của quỹ Fed sẽ ở mức 5%. Đồng thời, Senfield cảnh báo rằng Chủ tịch Fed Jerome Powell cũng có thể sẽ duy trì giọng điệu diều hâu tại cuộc họp này. Ông nói rằng, ông Powell có thể sẽ nhấn mạnh trước báo chí rằng, trái ngược với những gì thị trường đang định giá. Các ngân hàng trung ương sẽ cần duy trì lập trường chặt chẽ hơn trong suốt năm 2023 để đạt được mục tiêu hạ nhiệt lạm phát trong năm 2024. Đối với thị trường vàng, một số nhà phân tích đã cảnh báo rằng lãi suất cuối trên 5% có thể tạo ra một số áp lực. Công cụ CME FedWatch cho thấy các thị trường dự báo lãi suất sẽ đạt đỉnh từ 5% đến 5,25% trong nửa đầu năm tới. Mặc dù vàng có thể gặp một số áp lực bán nhưng một ý kiến cho rằng bất kỳ sự sụt giảm nào cũng có thể là cơ hội mua mặc dù fed có khả năng tăng lãi suất nhưng các đợt tăng lãi suất sẽ kết thúc khi lo ngại suy thoái kinh tế gia tăng theo chuyên gia kinh tế cấp cao andrew hunter tại capital economics chủ tịch fed jerome powell có thể sẽ tìm cách đảm bảo rằng động thái này không bị hiểu là xoay trục ôn hòa và các dự báo mới của fed có thể cho thấy mức lãi suất cuối sẽ cao hơn một chút so với dự báo trước đây tuy nhiên Chúng tôi tiếp tục cho rằng lạm phát giảm mạnh và kinh tế suy yếu buộc Phép phải bắt đầu cắt giảm vào trước cuối năm tới. Sau cuộc họp của Phép, trọng tâm sẽ nhanh chóng chuyển sang cuộc họp chính sách của Ngân hàng Trung ương Anh và Ngân hàng Trung ương Châu Âu. Các nhà kinh tế kỳ vọng rằng BOE và ECB sẽ tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản lên lần lượt 3,5% và 2,5%. Ngoài Phép, quyết định của ECB dự báo cũng sẽ có tác động đến giá vàng. Các nhà phân tích đã nói rằng có khả năng Chủ tịch ECB Christine Lagarde sẽ có giọng điệu diều hâu hơn dự kiến. Điều này sẽ làm suy yếu đồng đô la Mỹ so với đồng euro. Đồng đô la Mỹ yếu hơn sẽ hỗ trợ giá vàng. Giá vàng trong nước dạng sáng hôm nay giảm mạnh trượt ngưỡng 67 triệu đồng trên lượng bán ra. Hiện tại, giá vàng trong nước đang niêm yết cụ thể như sau. Giá vàng SGC ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 66,1 triệu đồng lượng mua vào và 66,92 triệu đồng lượng bán ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Vàng SGC vẫn đang mua vào mức tương tự như ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng nhưng bán ra thấp hơn 20.000 đồng. Giá vàng Doji ở khu vực Hà Nội đang niêm yết ở mức 66,1 triệu đồng lượng mua vào và 66,9 triệu đồng trên lượng bán ra tại thành phố Hồ Chí Minh vàng thương hiệu này đang mua vào và bán ra mức tương tự như ở khu vực Hà Nội. Giá vàng Việt Tin Banh Gold đang là 66,1 triệu đồng lượng mua vào và 66,92 triệu đồng lượng bán ra. Vàng Phú Quý SJC đang mua vào mức 66,1 triệu đồng lượng và bán ra mức 66,9 triệu đồng lượng. Với giá vàng trong nước giảm mạnh và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 1.810,5 USD trên ounce tương đương gần 51,8 triệu đồng lượng nếu quy đổi theo tỷ giá Vietcombank.